Xong rồi là chiến. Nói chung thì khoảng mới là khoảng tính ra thì khoảng được 90% là cây. Cây cân hệ đấy các bạn. Chứ còn đừng có mấy vạt vạt nhỏ nhỏ chưa cây được. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Mình sẽ thay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Nhập Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy thì ngày hôm nay là ngày cuối tuần nha các bạn. Thì anh em mình cũng ở bên là nông trại bốn bản làng, cũng như đang đi qua những cái bản làng mới mà như hôm nay ngày cuối tuần là người dân đi lễ hết cho nên không gặp. Bây giờ cũng muộn tối rồi, cũng gần tối đấy các bạn, là anh em mình cũng ghé qua chỗ vườn xoài đây. Thì là hiện tại đấy đã cây gần xong đấy nha các bạn. Cây ốp này, đấy, cây ốp cỏ thế này mà mưa cho ít lần rồi nè. Nên nó thổi anh ấy, nó thổi cỏ xong rồi thành ấy. Bởi vì dư trời tầm này là khoảng cỡ một khoảng mất khoảng 1 tuần đến 2 tuần thì nó ải hết, bởi vì trời giờ nắng giờ mưa ấy, nó ẩm lên nó phải mưa, phải mưa với nhiều mưa xong cái cỏ với khô héo rồi cho mưa xong rồi nắng một cái là nó chết luôn, chết hết luôn. Đấy, mới cây mà lên cỏ tí bên này ơi. Đấy. Đó là những cái đường cây nó chưa dập được ấy. Chứ còn tất cả là nó khô cả rồi mới. Đây này, chứ còn cái này là cũng có một số ít là nó chưa kiểu khi cây nó cũng dập được ấy. Đấy, nói chung là hôm nay cũng cơ bản các bạn đang cây hết. Đấy, ở đấy là mà anh em mình thuê mấy cây mà kể cả lên huyền mướn phải chờ rất là lâu, cho nên anh em mình là bảo anh Manuel ở đây. Mà hôm như anh Manuel ở đây là quản lý đây là để cây hết tất cả cái chỗ vườn xoài này các bạn. Xoài hôm nay thì hết sạch rồi, không còn một quả nào luôn. Không có xoài trái mùa hay. Đúng rồi. Hả? Cái lá này kìa, cái lá này mà có thịt luộc kìa. Đặt với ăn cái con này. Đắng. Đấy, gió mưa đấy các bạn, gió mưa đấy. Hơi gần mưa đấy. Trên cái chỗ đó nó có thiếu một ít nữa. Anh Manuel đâu đây? Mà Manuel chứ mà vào đây mà tìm Manuel thì khó tìm đấy. Chắc có này có ở đâu chứ đâu xem đi. Chỗ đó của quả. Để coi hỏi xem như nào tình hình. Chắc là anh ấy bây giờ là cũng là đang trong trò ở phía dưới kia. Đi xuống cho anh đi. À mà tình hình là các em đang đi về em ấy nghe bảo là cùng làm nghe. Lâu rồi là cùng anh cũng gửi anh nói này kiểu mình muốn sau này có cái tương lai hơn này. Là mình cũng tận dụng cái thời gian mình kiểu đi làm về đây bởi vì đất đai mình nhiều ấy. Thì các em là cùng anh gợi ý vậy thì cùng hai anh em đồng ý. Thì anh nói là nếu mà các em mà làm được thì tránh thủ được thời gian thì nhà anh mua cho giống ấy. Cho giống để cho nó cho giống để cho nó nó này rồi mưa đấy, chắc là mưa tối đấy, sắp mưa tối đấy. Đấy các bạn thì là đến những cái video ngày những cái video vừa những ngày gần đây thì mình cũng đã đọc được rất là nhiều comment từ các khán giả là bảo là trong cái lúc trồng trọt đấy chia ngô về các thứ đấy mọi người. Đấy thì là sao không để cho các em làm cho mình. Đấy nói thực tế thì mình cũng đọc comment những cái video nào lên mọi người bình luận phía dưới thì anh em mình cũng đọc được hết. Đấy thì anh em mình không bao giờ để những cái anh em đi làm việc cùng mình thiệt thôi đâu các bạn. Không biết lúc nào thiệt thôi. Ví dụ một tháng anh em mình cũng có trợ cấp tiền lương rồi, tiền thưởng nữa, rồi là gạo muối, nói chung là tất cả các mọi thứ là anh em mình lo hết, từ tiền nhà ở các thứ. Chứ mà ở hiện tại ấy ở vườn xoài rất được, khi mình về là các em cũng đã trồng trọt ở đây. Đấy, trồng trọt ở phía dưới những cái chỗ gần nước đấy là anh em mình cũng mua cho giống hành về các thứ cho các em trồng. Đấy, cũng như là vận dụng những cái kinh nghiệm mà từ trước đến nay các em là đi theo anh em mình. Đấy là vận dụng kinh nghiệm, mà hơn nữa là ở đấy là có anh Manuel rồi, anh Manuel sẽ hướng dẫn các em. Đấy, trồng trọt thì chắc là hôm nay là cũng tốt cả rồi. Đấy chứ không phải là các em không có gì đâu nha mọi người. Đấy anh em mình chẳng qua là cũng vẫn rất là nhiều việc, ít khi mà quay đến những cái em làm việc, những em cameraman đây là hai em đàn ý và muốn nghe về nữa. Đấy, đây là tất cả mọi thứ là anh em mình ít quay, nhưng đằng sau đó là anh em mình luôn là gọi là luôn là quan tâm tới cuộc sống của các em. Đấy, đầy đủ thì các bạn không hề thiếu một cái gì. Chẳng qua là anh em mình quá nhiều việc cho nên là ít khi mà quay đến các em lắm. Thì hôm nay là mình sẽ cùng đọc
tiếp thu rất nhiều cái comment của tất cả mọi người. Anh em mình sẽ đi quay cho mọi người là xem. Nói chung là của dư bây giờ thì em muốn quay phim thì đấy cũng có một miếng làm rồi. Còn em đồng mà. Còn em ăn đất em đan lý á thì cũng có một miếng đấy làm. Mất được qua chùa bồn bản được anh cũng cho một miếng thôi. Nói chung là các em đặt đây thoải mái mà sau này mình ấy mình cắt cái từ mà làm thôi có gì đâu. Ở đây quá rồng rồi không bữa đây. Mình ủng hộ. Manuel. Phải đi xuống kia này. Chứ tên đấy bầu chắc anh chắc có lại được ở đây. Cây ở đây cho con này. Con bồ chỗ đây là cây sạch luôn. Anh thì gọi anh Manuel kìa. Cái anh ra xuống. Manuel. Ở đây đấy. Đây, dưới đây. Đấy, toàn bộ chỗ này là cây hết đấy nha các bạn. Cây sạch đây. Đấy. Rồng mà. Đấy phải thuế bò cây. Như cùng anh Thạch nói là thuế bò là ngày có ngày không. Ngày có ngày không là ngày thì được 1-2 con, ngày thì được mấy con là người dân đến cây cho mình nữa các bạn. Nói chung là từ đấy tất cả là cây gần hết đấy. Thì con ở phía dưới này mình cũng thấy cỏ. Ý ghê ơi. Rồng quá cho đi tìm. Vô xe bay về kỉnh, tôi đi giả về nhỉ. Dạ. Tôi đi giả xe gần là. Dạ, vậy là. Come here. Từ từ bay. A saudade é mesmo assim hoje. Hã? Sonhando aqui assim o meu chefe veio ali, né? Tá em caminho. Muito tempo, tá saudável, hein? Muito tempo assim, mas estamos bem. É só trabalho, chefe. Ok. Sim, e assim a tua viagem correu bem lá. Ah, meu... Tá chegando bem. Já vem, já vem. Eu já volto aqui já desde dia. Sim, sim. Mas tem muito trabalho de dois fazendas que bateu milho. Tá bem, tá bem, chefe. Só ocupado, só hoje entrar aqui. Tá bem, tá bem. Mas aqui tá tudo bem, né? Não, estamos bem. Ok, saúde como assim? Saúde, estamos bem. Ok. Fala, chega para ainda. Alô, chega para Manuel. Ok. Esse agora aqui do quê? Do... Já está charuado tudo? É, já estamos a charuar, como a fazenda chefe é bem grande. Já. E os bois são poucos, vem uma charua, duas, já. Os outros é doente, os óbito. Ah. Mas o trabalho ainda, desbravamos essa parte. Ok. Só nos falta ali, um pouco embaixo. Chuva anda onde? É só ali, e ali um bocado embaixo. Ai, mưa, cabana, mưa. Caramba, mưa lerna, chuva caiu, né? É, está subescasso. Tudo lá em cima, já, tudo em cima, tudo, já acabou? Tudo, já acabou, já acabou. Ah, já acabou tudo, né? Já acabou tudo. Já acabou. Então, sou fã daqui? É, sou aqui. Aí, não conheço o chão aí, né, bạn? O chão aí, chắc cây aqui, né? Aí, mưa to, né? Aí, cám, đây là cám. Cái chão này là hôm sau, là cũng, bây giờ là của anh em mình cả, nha, bạn. Của anh em mình hết đấy. Aí, cám này. Ui giời. É sim, aí não, aí não come, né? Ainda falta, chef. Ainda falta. Foi que também trazer de motobomba que trabalhou aqui? Sim, assim... Só tive a espera da chegada do chefe. Quando chegar, ainda tivemos só a desbravar a terra. Ah. Quando chegarem, depois vamos dar essa preocupação. Hóa đẹp chứ, con này. Hóa vào buổi chiều hoàng hôn này. Đẹp chứ. Cỏ chứ phải hóa đâu. É sim, é só capim, né? É só capim. É só capim. Só capim. Já tá bom. Só esta parte que tá faltando, chefe. É aqui, né? Sim, sim. É só aqui. Ở chỗ này là thức cây chứ, con. Ở phía trên kia là cây hết cả đây. Toàn bộ đấy là cây sạch đây. Chúng nó không đáng kể. Không đáng kể nữa, nói chung là ở đây chưa phải coi là chắc phải hết khoảng trắng cái cây đấy anh nhỉ. Trắng gì? Bờ cây này có bớt được, anh xem là được. Nó được hết trăm hái rồi, trăm 20-27 cây rồi. Ê thì é xong xa rua é bué nê? É xa rua xong ainda, mas có as doença e óbito. Só vem duas xa rua. Xa rua, xa rua tudo conta aqui. É. Bué xa rua nê? É, muita xa rua. Muita xa rua, chef. Já conta 127. É. Xa rua nê? É, chegou. Xa rua xa rua. Khoảng trăm rưỡi cây. Khoảng trăm rưỡi cây đấy. Đấy. Nói chung là hiện tại anh em mình đang cày là để trở cái đất đấy mọi người, vì đất lâu năm nó không trồng cái gì hết. Đấy cho nên là anh em mình muốn trở để cho ủ phấn hóa cái cỏ đấy làm thành phấn luôn. Sau đó là sẽ quy hoạch lại con đấy cho phải cày sống để cho sạch sẽ. Esse agora importante são limpar bên mày. Sim, sim. Limpar já. Sim. Sarua. Tá bem, tá bem. Nói chung là ở đấy là có anh Manuel làm quản lý đấy đó mọi người. Tại vì bây giờ là anh Manuel là chạy đi chạy lại chỗ này nha các bạn. Đấy vừa nhà vừa trang trại anh ấy vừa đấy. Chúng trang trại anh ấy có vợ có con của anh em làm nữa, cho nên anh ấy ở đây cũng gọi là giờ quản lý cho mình. Sau này thì mình sẽ tính những phương án tiếp theo. Đấy thì những cái bản mới thì hiện tại để mà đi vào đấy rất là xa. Quá xa nha các bạn. Tudo aqui já acabou. Tudo já acabou, chefe. Tudo já okay. Acabou. Só falta um bocadinho ali. Já. Yeah. E esta aqui a parte, mas é pouca pequena coisa já que está faltando. Hanga tudo acabou? Acabou, tudo acabou. Não, não apareceu nenhuma aqui? Não, não. Não? Não. Về 2 tháng là hết choi, hết sạch choi các bạn. Bây giờ trong trang trại
trong cái vườn xoài này không có gì, chỉ có một ít ngô mà hôm cái phía ấy kinh mi lưu xoài mi mi lưu rất là đẹp các bạn, nhìn hoàng hôn, nhìn những cái vườn hoa đủ màu này này. Nhìn những cái vườn hoa đủ màu đó đẹp. Thì nói chung là bây giờ để cho cây xong xuôi thì anh em mình sẽ tiến hành những cái phương án tiếp theo, cũng đang tính toán ở chỗ cái vườn xoài này. Và trước mắt thì cứ để mà trồng trọt đỡ cỏ phía dưới các bạn, trồng ngô ở trong đầu, trồng trồng rau củ quả phía dưới này. Chứ còn ngô thì mua sắp tới đây trồng trái mua sẽ không được, không sẽ không có năng suất. Esse aqui agora mais ou menos tem até aqui aí. Agora aqui assim viramos ainda a terra. Yeah. Tive a espera da chegada do chefe quando vir. Yeah. Vamos ver se o chefe vai organizar umas botas bomba para iniciar já com as mangueiras. Yeah. E depois vamos meter a cenoura, a cebola e tomate. Tem de mangueira, né? Sim, sim. Aí foi mua voi, bạn, voi, số lượng voi aí bây giờ mua đấy chắc là nhiều lắm đấy, không phải ít đâu. Xóa chứ, xóa mà anh chứ. Đúng là anh em mình muốn quy hoạch tất cả là từ cái gốc xoài ở đâu là anh em mình sẽ cây hết toàn bộ đấy, giống như ở đây là chỗ này là cũng cây hết đấy, còn cỏ đã lên rồi này. Esta, ¿a qué te mai nói? Mas así ya está bom. Así cuando vamos a repetir mai de novo, tudo okay. Se aparece. Anh mau nói quản lý cho mình thì mình cũng rất là yên tâm. Anh em mình có thể là chạy đi chạy lại và để cho cây xong xuôi thì anh em mình sẽ lên cái kế hoạch phương án là canh tác tại cái vườn xoài này nha các bạn. À, tất cả bây giờ ở đây, ở chỗ này là của anh em mình thôi, thuộc về anh em mình thôi. Đấy, sau bao nhiêu nói chung là cũng gặp được bác vân xoay, cũng là bác bán lại ấy thì anh em mình cũng hỗ trợ bác chữa chân, nên là chung là bác bán lại thì anh em mình trả tiền thôi chứ cũng không phải xin nữa các bạn. Nói chung là khoảng tầm 2 năm nữa lại là sẽ lại là đủ vốn. Thế thì để bố lăn tập bua kì nào mình tụt ra cây cây của đấy là cũng là cũng sạch sẽ gọn gàng luôn. Đấy, gòn gàng hơn hôm kia nhiều. Hôm kia vào đấy cỏ lụt cả người luôn. Nhưng hôm nay nhìn vào đây nó tương đối ổn định đấy, ok. Giờ là sẽ một sẽ thuế nhân công, còn trước mắt chắc là phải thuế nhân công. Esse vou depois ver alugar mais de pessoa para trabalhar. Sim, sim. Ah, vai alugar. É, na mais com a agenda que estamos com ela, estamos a seguir mesmo os trabalhos. Ok. Sim. Ah, hey. À, dân xung quanh của anh Manuel để xin thì mình xuống thôi để cho mình quy hoạch xong rồi mình lại tính sau. À ha, thế thì anh à muốn anh nghe gì về đây các bạn này, hôm nay là ngày cuối tuần đấy, chứ bình thường là ở ngoài nông trại đấy. À, tao phải chắc đi rồi đâu mà làm gì có thời gian, nó tranh thủ ngày cuối tuần mới để được lấy nó chăm sóc hành đấy các bạn này. Đấy. Đúng rồi, okay, chào các bạn. Đấy. Agora como é assim? É assim, é teu? Yeah, esse aqui é minha cebola. Yeah. Yeah, o tio Manelli, como ele domina boa isso de fazenda, nós pedimos alguma régua, ele nos ensinou como é que se planta. Sim. Okay. E agora ainda estou aqui a limpar a cebola. Assim, é tudo é teu, né? Sim, tudo é teu. Ah, daí toàn bộ chỗ hành này là của em đang lấy các bạn này. Đấy, trồng trọt đây. Thế là anh em anh hỗ trợ, anh Thanh không kể là hỗ trợ giống. Đấy, hôm nay là ngày cuối tuần nên tranh thủ vào đâm cỏ, chứ những ngày bình thường thì em lại cũng ít khi vào được vào đấy, vì là chủ yếu là đi ngoài nông trại hướng dẫn, nói chung là anh em mình hướng dẫn cho người dân thì cùng hướng dẫn cho em ấy, để khi không có anh em mình thì em ấy là từ đi xuống là biết rau này trồng như nào, rau củ kia là phải làm như nào đó các bạn. Hay là chúng ta đã có kinh nghiệm rồi, đi theo anh em mình bây giờ có kinh nghiệm rồi, bây giờ trồng trọt này. Tá bom, muito se bola agora. Tá rico, né? Tá rico? Ai, mucói aí, isso é. Ainda não tô rico, é da sua iniciativa. Mas fundar o tempo você rico. Aí é? Quando anda com o nosso já tá de aprender, né? Sim, quando andei com o chefe, o chefe Troni, sim senhora. Me ensinaram muita coisa, com a experiência mais do tio Manelli. Não, graças a Deus só consegui fazer uma horta. À, đấy bây giờ đi theo ông anh Manuel đấy các bạn này. Sí, sí. Đấy thỉnh thoảng sang đây là làm đấy của anh Manuel, anh hướng dẫn cho nữa, nói chung là sẽ tất tương lai các em sẽ thành công và hiểu biết sẽ rất là nhiều, vì là thường thường đi với anh em mình có thể là ngày nay anh em mình đi bản này nhưng mà các em là sẽ chia ra hết nha mọi người. Đấy vào bảo em là đi vào trong kia là bị bầu chăm sóc như thế nào, đây là dàn bạc kiểu gì, đây là giống nào thì cần phải làm luống để mà ướm đấy các bạn. Đấy giống nào thì gieo thẳng là biết hết rồi, các em vào là chỉ đào thôi, anh em mình cũng không thể đi mà tất hết một ngày đi được tất cả các bản đó các bạn. Đấy chia ra 4-5 anh em là 4 người 4 bản đấy, lúc nào đi quay video gọi thì đi đấy, còn không là các em từ ấy.
chúng là mình cũng giải đáp cái thắc mắc của tất cả khán giả là cũng bảo là tại sao mà những cái lúc trồng ngô ở các bản làng mà không chia cho các em đấy, thì mình cũng giải đáp thắc mắc là tất cả các em đều là có chỗ ăn chỗ ở và có công việc, có lương thưởng, ngoài lương thưởng ra có trợ cấp hàng tháng, hàng tuần nữa các bạn, vừa thi thoảng thì gạo này mình anh em mình sẽ mua suốt mà đây là có đất giờ đất thì thoải mái rồi, các em muốn trồng thì trồng kinh bằng bằng những gì cái kinh nghiệm các em đã học được đấy. À, các bạn hành cũng khô nhỉ. Esinotake. Are quá. Não, ainda já regando de manhã. Ok, tá bom. Então agora sim, agora aqui tem muito de terreno. Você quer o blanda com a coisa, tem de qual a coisa, ainda não sabe perguntar o tio Manuel. Ele vai te assinar. Sim, sim. Depois lá eu vai pedir dinheiro para você. Você é rico? Rico agora, né? Né, Manuel? Sim, sim, sim. Aqui fazenda tem bué, quem quer o trabalho, quem na cunhanga, aprende para ele fazer, para depois cabir no crescer. Não, eles mesmo pediram, assim estamos a entregar, yeah. Para andar como é grande, para tudo ficar bonito. Ok. Para também trabalhar para conseguir o que é dele. Aí, nós temos que học hỏi, cho đi học hỏi, các bạn. Aí, học hỏi những người làm nông nghiệp đi trước. Thế học hỏi những người đã thành công, như ví dụ điển hình đấy là anh Manuel đây. Ở gần anh Manuel nó quá sướng rồi với các em rồi. Đấy, cả một cái vườn hành như này anh ơi. À, đây bây giờ kì. Anh đi Vinh. Đấy, bây giờ kì. Đấy. Ngày cuối tuần là em phải vào đấy nha mọi người. Còn ngày bình thường thì hầu như là ở ngoài bản này chiều chiều có ghẹt đấy một tí để xem để tưới nước đưa mua sắn vào. Em chỉ tâm anh công ra để gà cho linh là tì đá đù tì hoa rèo và đù đề qua đù mô tô bom ba đề lên ấy. Anh biết ta? Nós tipo compramos só gasolina. Ah. O último ano como tem motobomba. Yeah. Esse é para gasolina. Ok. Comprar óleo e rega. Ah, đây là ha, các em là mua xăng, góp tiền mua xăng và mua nhớt là để nhờ mẹ của anh Manuel là bơm lên đây để mà tưới đấy các bạn. Đấy. Assim, Manuel, tá bom? Você assina bem? Sim, senhora, chefe. Ajuda outro, é melhor. muito mesmo, chefe. Temos que ajudar os outros e rebuscar então para então nós conseguir muita coisa. É, sim. É importante isso, assim. Sim, sim. Isso falta quanto tempo? Falta muito, né? Não, não falta mais muito. Esse está metendo de adubo? É, também se meteu. Ah, um tec, mas hôm nay mình sáng thấy ứng lương. Quando eu chegar aqui, você pede dinheiro, compra aqui. Comprei adubo para mãe. Ah, ứng lương để mua, ứng lương để là mua lăn đàm, meu hàn, lăn đàm để bón cho hành. Hành hôm nay cũng vang đấy. Hẻo này. Cái gì cô mua xin? À, isso graças, isso é muita água. Hã? É muita água. Muita água? É muita água, chef. Quando você põe muita água, depois começa a queimar folha. Ok. Hành mà bỏ nhiều nước quá nó cũng chảy. À, mà cũng nhiều lần. Bỏ qua nó cũng chảy. Đấy. Tính nghĩ rề qua đây mà nha, để ở đây ta đi. Sim, sim. Ấy cám này. Số bục cá. Tính mà đây là đắt nhá. Thế là hôm kia cái hôm kia mình để đáy cám nó con bé anh ra cái. Đó, nhỏ mà hồi trước mình đến nước Hóa. Đấy, chúng nó chơi đây để cho các em cùng chỗ các em đất ở đấy thoải mái, các bạn quá rộng rãi này, các em muốn trồng như thế nào trồng thì sau này các em cũng muốn anh em mình hỗ trợ là giống thì anh em quá đơn giản thôi. Cái này thì anh em mình sẽ trực tiếp hỗ trợ cho các em để từ tay làm các bạn đấy, biết kinh doanh sau này đưa đi bán có tiền đấy, có tiền thêm ngoài tiền lương đấy, có hành cà rốt các thứ đó đưa về cho bố mẹ nữa. Tiếp bố Kajajamule. À, mấy anh em của mình làm việc là chưa ai cưới vợ cho mọi người, chưa ai cưới vợ hết. Ba bốn anh em chưa ai cưới vợ hết. Kajamule trajamule aqui, faze uma casa pequena cultiva. Hã? Ainda cedo. Ainda cedo. Era, primeiro tenho que trabalhar sozinho. É. Trabalhar sozinho, depois ter dinheiro. Depois de eu ter dinheiro, é quando vou buscar filha alheia, vou lhe casar. Depois casar, vamos aumentar mais. Ah, ok, tá bom. Aí ela me bảo là, bây giờ làm việc một mình để gom tiền là phải có tiền lấy vợ mới đỡ cho vợ đỡ khổ đấy các bạn. Đấy, cũng suy nghĩ đi với anh em mình nhiều thì học hỏi rất là nhiều. Cũng phải là một tất cả mọi thứ trong cái cuộc sống các bạn, từ nấu ăn, bây giờ cũng nấu rất là bài bản. Đấy. Nói chung như thế này cũng tốt rồi. Nha, phải cà bông cho ra ba liều chứ. Đấy. Trong các em nào cũng rất là nhiệt tình làm việc. Đấy, mặc dù cũng xuất hiện trên video là vì chia mỗi người mỗi bản hết đấy các bạn. Hôm nay tranh thủ cuối tuần này em đi vào làm cỏ này, cỏ chứ hành. Dạ mong nào đu mung cái beton này. O mung cái beton nessa área da cenoura, chef. Ai ấy? Sim, sim. Con em mung cái beton nữa. Con em camera mẹ này đang quay phim nha mọi người. Đấy, hôm nay là cuối tuần này. Người đi vào làm cỏ đấy các bạn này. Cỏ tốt mọc đầy này. Mấy hôm không có thời gian nữa. Mấy hôm mình sáng là đi, mình phân bổ ra đi hết. Mỗi người mỗi nơi. Anh nói chung là
ở trên hết sách cái đấy thôi. Đấy là chúng có sự hỗ trợ của anh Manuel và các em bây giờ cũng gọi là có cái điểm tựa đấy. Điểm tựa thứ nhất là điểm tựa của anh em mình và có điểm tựa thứ hai là anh Manuel. Đấy, như thế mà không trồng trò được nữa thì thôi đấy các bạn. Hù cám này thôi. Muốn tụi lá đàn vậy chứ? Muốn tụi lá đàn. Đấy, quả các bạn ơi. Úi giời, hôm kia mình để hôm kia mình sắp về là quả quả tí tí. Hôm nay quả to về đấy nhỉ? Thôi. Phan đã tiếp bước đối xử bà này. Sí, sí. Dos semanas tira. Tira ya. Okay. Eso dos semanas que te ha faltado ya tira. Wow, chín thiệt anh đi, rung đi. Ôi giời, cuối tuần là anh em mình cho nghỉ ngơi còn. Đấy, cuối tuần là cho nghỉ ngơi. Để đầu tuần là một cái năng lượng tốt hơn. Úi giời. Chỗ này là của em muốn cái vậy cả. Du muốn cái gì está aquí? Du muốn cái vậy ta đi. Aquí os dois este nosso. Ah, đây là hai lượng này là của anh Manuel, hai lượng bên đây là của em muốn nghe về. Có mày muốn nghe không? Ghi gì? Thôi cả đầu cả vai, cực kỳ tổ đúng này. Đấy, của tuần đứng làm cỏ sạch sạch trắng này. Tá bonito, chef. Tá bonito. Ghi của tuần này đi làm cỏ à? Đấy. Có tiền đấy, hôm nay bán lên nhiều xe ba gạc lắm đấy con này. Có mày tôi đâu bay đấy? Obrigado, chef. Obrigado. Oh, obrigado, meu joguinho. Ok, let me just have a game. Hoje, fim de semana, vai fazer cabine, né? Sim. Esse agora, quem te manda fazer isso aqui? Esse aqui, devido ao tempo que estou com o meu chefe, yeah. Então aprendi uma experiência, então também decidi meter uma cenoura. Ah, é? Na experiência do tio Manelli, aqui o chefe Tony. Dá-te, vai ir a dar-te nhiều, hein? Cacau, que tchon, tchon, đẹp, lao, né, con? Giống như anh Manel, chỗ này, né? Tá bom assim? Sim. Agora depois rico? Não, muito rico. Hã? Assim já estou a prever que a cenoura já não falta muitos dias. Yeah. Só falta mais duas semanas e o dinheiro vai ajudando na escola para as crianças. Ah, já há casamento? Ainda não. Ainda? Ainda não. Aí então vai, chứ em nào là lấy vợ, chứ hoàn chứ em nào lấy vợ. Đó, tập trung cho cuộc sống, nói chung là bây giờ đi theo với anh em mình thì ngoài những cái ngày hỗ trợ những người dân bản thì anh em mình cũng cố gắng hết sức để cho các em nó sẽ là trưởng thành và sẽ có cái cơ hội kinh doanh nào đấy. Đi theo anh em mình sẽ học được rất là nhiều điều và cùng với những cái anh như anh Manuel đúng mình gù đấy, anh quản lý tất cả các bạn đấy. Em tao asin cuti và aburisua cái tên muito de terreno fanta qua la coisa fala comigo o configo nosso vai ajudar para você crescer depois tipo muito cao a cubaru aluga mais um trabalho para ele anda trabalha. Você só fica assinar isso aqui, não precisa andar bem muito de aqui, tá vendo? Đấy, mình cũng bảo là em muốn nghe về là sẽ là tích một ít tiền lương đi. Đấy, nếu mà bần quá cứ mở rộng ra tích một ít tiền lương ra. Thuê người chăm mấy các bạn, một hai người vậy là đủ thôi. Từng này thì một hai người thôi. Phải chứ mai, ở bà đồ ở Dubai xuống. Dạ. Bốn điểm ba. Đấy, đấy. Nói chung là tạo cơ hội cho các em để kinh doanh, có thể bần quá không làm được thuế một hai người làm các bạn. Đấy, mình sẽ hỗ trợ tiền trả cho các em. Sau này các em đến chỉ cần đưa lấn đàm xuống đây là người ta làm cỏ đấy, thu hoạch đưa đi bán đấy, có tiền nói gấp mấy lần tiền lứa đấy các bạn. À xin vài phát em salario này. Cô sẽ tính mai sẽ depois rico. Nào ấy. Tính gì ạ? Anh đã cùng nosso cùng Manuel, tính gì ạ? Bên đây bay nói em được Manuel. Sim, senhora chef. Assim mesmo, ele é o miúdo, já aprendeu já uma boa experiência. Sim. Conforme que ele já fez este trabalho, a cenoura já está grande. Sim. Depois, pelo visto, de duas semanas já vai iniciar mesmo a receber o dinheiro. Ok. Assim tá bom, não é? Não. Assim tá bom. Assim já criei uma economia. Depois de trabalhar muito, assim já posso casar. Tá. Đấy, bảo làm việc ai cũng có cái ý tưởng làm việc có tiền xong mới lấy vợ cho bạn. Đấy, nói chung là như thế là cũng ok. Dạ, bông ta ba liều nhá. Hai luống cà đột của em muốn cái về bạn ấy làm cỏ các thứ này hay. Đấy. Đủ tua cái ra xin ông phá dê và phá dê đủ lấy dù. Đấy. Esse muito grande. É folha são grandes assim. É muito grande. Plantar assim, ainda. Tá pequeno. Đấy. Ở đằng sau những hôm nay mình mới quay ra các bạn, mình ít khi mình quay về các em lắm, ít khi lắm vì chủ yếu đi giúp đỡ những người dân bản. Còn đằng sau đấy thì anh em mình luôn hỗ trợ những gì tốt nhất có thể cho các em vì là máy nhờ của các em đồng hành và hướng trước mặt trước tiên ấy, muốn làm cái gì thì anh em mình hướng dẫn cho ba em.
ba em đâu biết hết, có thể biết cả tiếng Việt nữa, biết vừa vừa các bạn, ví dụ như mình hay nói các em sẽ hay biết. Cà rốt thì tốt như thế này, có hành, có lá, ui cỏ này, hôm nay ở phía trên này cũng đã cay đó anh Thạch. Ê chị đủ lạnh xin mà anh đã nào đấy? Nào, anh đi anh đây xin mà nào, anh đã sợ kỳ ta phá hủy. Dạ. Mà giờ đây pra semana tudo já vão desbravar. Sim, pra seguir com os trabalhos. Sei. Esse é quem? Isto aqui... É teu? Isto é nosso. Trời, toàn bộ hành này là của anh Manuel các bạn này. Dự tầng còn cả kèo hành, làm luồng hàng thả tắp nha. Đấy, giống như ruộng bậc thang này các bạn. Ý như ruộng bậc thang đấy. Đấy, cái thấy tên cao. Esse tipo assim, né? Sim, mas baixo. Exato. Isto se plantou já daqui. Este aqui se plantou mais tarde. Yeah. Este aqui é o primeiro. Ok. Sim. Tình hình như thế này là cũng rất ok đây. Cảm nhiều thật anh này ạ. Cảm nhiều. Để mà cho xe vào hải bán bớt đi chứ. Đánh làm sao hết được. Đấy, cái chỗ này sau đây anh em mình sẽ quy hoạch. Cái chỗ nào mà cho mọi người trồng, ai trồng được cái gì thì trồng đó. Còn chỗ nào không phải thì anh em mình sẽ trồng. Anh Manuel rồi à. Trước mắt anh Manuel cũng hai em ở đây là trong đấy thôi. Ừ, đến đây cỏ đây. Đấy là ở đâu anh Thanh? Esse aí não, né? Esse aqui é que tá faltando, esse. Cô đã cho mọi người seguir já. Lugoi, hắn là lụt người luôn. Esse aí é que vamos seguir já. Até pra semana tudo já vamos seguir esta parte. Ah, ok. Sim. Ai, đẹp nha. Hoàng hôn trên những luồng cỏ này. Tá bonito isso. É, tá bonito, mas temos que virar, chefe. Tem que virar, é mesmo. Bonito fica fome, tá mal. Đẹp cái cỏ này mong công nhân đẹp thật đấy các bạn. Đẹp thật. Cây sóng phải lam bún các bạn. Rồi cây sóng phải lam bún nhất cây sóng mà để ấy lên nó cứ chạy đâu này sóng là đâu kia là mọc lên là vừa khéo đấy. Thế thì quán vì ra đấy. Si si. Ta tính đi pha dê. Nào vì ra tu đua cái bố. Vì ra xin mà đấy. Si si. Để bôi vôn ta kia đấy. Để bôi vài vôn ta là đủ xin mà đấy. Ta mới nhạc cái đấy xe. Ta cái đấy xe đấy. Để bôi xe xa cũng đi rồi cả đi pha xe cả. Si. Si. Xe kem ma đủ. Ê. Cái cỏ này công nhân màu này đẹp thật đấy. Cái đó còn giờ mà cây về hết cả tháng nó mới sống mới hết được tương đây. Cái này có mẹ thì nhánh đấy con, có mẹ mà cây thì nhánh rồi. Đấy. Đẹp chưa con này? Nhìn hoang hốn xuống nhìn cái bãi cỏ nhá, đẹp đỉnh nha. Ta muốn đi tu, ta muốn đi cô đây. Trời, đẹp vậy. Đẹp thật. Quá đẹp. Thì ngày hôm nay là anh em mình cũng đi vào đấy là để xem tình hình như nào và cũng để cho mọi người biết là tình hình của các em làm việc cho anh em mình là cũng có là hiện tại các em cũng đang anh em mình cũng dạy cho các em là những cái cách trồng trọt là học thêm của anh Manuel đây và để các em sau này có một tương lai tốt đẹp hơn khi anh em mình về Việt Nam hay đi đâu đấy các bạn thì các em ở lại vẫn là người có kinh nghiệm đi theo anh em mình là hướng dẫn người dân bản là bây giờ cũng có kinh nghiệm rồi cơ bản là biết rất là nhiều rồi thì ở cái chỗ vườn xoài này thì là hiện tại đang cày và để quy hoạch lại. Thì sau khi cây xong thì anh em mình sẽ thuê người, sẽ là thuê người các bạn trồng trọt ở dưới này. Được cái mùa đầu tiên là như vậy đã. Sau nếu mà cho người dân vào đây làm thế nào cái đấy thì anh em mình sẽ sắp xếp tính toán sau. Vì những cái bản mới để anh em mình giúp đỡ ấy, thì cách này rất là xa. Khoảng tầm 4-50 cây các bạn chơi mà để mọi người đến đấy thì vừa hết ngày nó không làm được đâu. Được mặt thì anh em mình sẽ để cho anh quản lý là anh Manuel, là từng ấy quản lý cái chỗ vườn xoài này. Dạ Manuel. Sì, chef. Você agora fica conta aqui. Tá bem, tá bem. Sarua tudo. Sì, sì, como chef. Esse tudo quadrado. Tá bem, tá bem. Tudo quadrado. Sì, sì. Sarua, depois vai plantar. Tá bem, tá bem. Se não vai conseguir bovo, então vai alugar de pessoa para ficar trabalho. Tá bem, já? Chef. Tá bem, tá bem. Tá bom, Manuel? Não, tá bonito assim. Para a fazenda ficar mesmo bem limpo. Sim. E serem bem plantadas, temos que limpar tudo e os que vão alugar depois vamos seguir mesmo. Sim, sim, vai trabalhar depois fica rico. Sim, sim, sau này tương lai sim. Để cho mong muốn gặp những cái đầu cơ là anh quản lý, anh Domingo, anh Manuel là ai cũng giàu các bạn. À, thì ok các bạn, thì ngày hôm nay là trở lại vườn xoài và mọi thứ là các anh quản lý, anh Manuel là đã làm việc rất là tốt và đã giúp đỡ hai thêm hai em là cái cách trồng trọt. Thì anh em mình đến là cũng thấy rất là vui rồi. Thì video của mình hôm nay là cũng xin phép được kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giả Vlog Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những dân nghèo khó và làm miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Ừ, chỗ này đẹp vậy, vào đây là mê lấy luôn các bạn, không buồn về luôn. Trời, bonito aqui. Está bonito. Hả? Ui giời, đẹp vậy. Đúng hoàng hốn xuống, đẹp thật.
Để em chụp ảnh đẹp anh. Tụi bạn đi không? Và phải cả cái công phi của em. Sì, sì. Ghi xe. Thế cái này. Ta bên sân. Đừng ngay. Đẹp ấy, đẹp, đẹp. Ghi xe như biển viết luôn này. Bú đi tôi nhá. Ê, ê. Tạm ơn. Tạm ơn. Ghi. Tôi đã bonito.